Xin chào quý bà con nhà nông, nay em lên tiếp cho bà con gói thuốc trừ sâu Attawan 246WB, hiệu cá sấu diệt rầy, chuyên đặc trị sâu rầy gây hại loại mới 100g. Trong sản phẩm này có chứa hỗn hợp 3 hoạt chất tiên tiến là Buprofezin, Amidaloris, Thiosuntap Sodium, cùng các chất phụ gia vừa đủ cho 1 kg. Thuốc có cơ chế tác dụng tiếp xúc, vị độc, lưu dưỡng mạnh, khiến côn trùng chết ngay hoặc ức chế quá trình lột xác, đẻ trứng của chúng. Attawan 246WB được sử dụng để quản lý nhiều loại côn trùng chích hút và miệng nhai như là bọ trĩ, rầy xanh, rầy nâu, rệp sáp, ruồi vàng, rệp mũi, bọ nhảy trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Đặc biệt, hiệu quả nhanh và kéo dài nên hạn chế được tình trạng rửa trôi do nước mưa hay là nước tưới. Thuốc ở dạng bột, hòa tan nhanh trong nước, không có mùi hôi nên bà con có thể yên tâm khi sử dụng. Một gói này thì bà con sẽ pha được cho một phi 200 lít nước. Việc phun phòng sâu hại rất thường xuyên và cần thiết, nên bà con cần chú ý theo dõi cây trồng của mình để có thể tiêu diệt chúng kịp thời. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm thuốc trừ sâu Attawan 246WB hiệu cá sấu diệt rầy này, thì bà con có thể liên hệ ngay với đội ngũ kỹ sư Huy. Bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn chi tiết, lên đơn và giao hàng tận nơi cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo ạ.